Tại Ấn Độ, một nhóm tín đồ Hindu giáo đã tổ chức bữa tiệc uống nước tiểu bò ở New Delhi vì tin rằng có thể chữa được bệnh Covid-19. Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 người. Trong bữa tiệc, lãnh đạo liên minh cầm chiếc thìa chứa nước tiểu bò đưa vào gần một bức tranh biếm họa về Covid-19, ám chỉ hành động tẩy virus. Họ cho biết họ đã uống nước tiểu bò trong 21 năm qua và chưa bao giờ cần dùng đến thuốc tây. Ban tổ chức hy vọng có thể nhân rộng sự kiện này ở nhiều nơi trên khắp Ấn Độ. Ông Prakash, một người tham dự tiệc cho biết: "Chúng tôi đã uống nước tiểu bò được 21 năm, chúng tôi còn tắm bằng phân bò, chúng tôi chưa bao giờ cần dùng đến thuốc tây." Một số thành viên đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Ấn Độ cũng ủng hộ việc sử dụng nước tiểu bò làm thuốc và chữa ung thư. Một lãnh đạo bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ, hồi đầu tháng nói với các nghị sĩ bang này rằng nước tiểu và phân bò có thể sử dụng để điều trị Covid-19. Bò được xem là loài vật linh thiêng đối với các tín đồ Hindu giáo. Nhiều người tin rằng việc uống nước tiểu bò có thể chữa bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy thứ nước này có thể chữa được bệnh tật cũng như ngăn ngừa bệnh Covid.